de partida desde la primera. Haciéndolo que no va a ser cualquiera. Y no sabe también. Với phút điều về biển, đại quyền quay được những chàng pháo tay rất lớn để cảm ơn các gái xinh đẹp trong chương trình của năm nay. Cassie plus Gorman, like Weezy Foxy plus Gorman, or like a Ramsey, now that's Gordon. They don't understand the back talk I'm forming. When they think they talk the queen, they start forming. Over to my ass, shots up so cheeky, got a ton of palm in the ass like young Kiki. Xinh đẹp đến từ vũ đoàn Pha Lê với vũ điệu của biển đã cùng mở đầu cho chương trình. Chào mừng các anh chị đến với thành phố biển Sầm Sơn xinh đẹp của chúng ta. Các anh chị đã thấy mát hơn chưa ạ? Mát hơn chưa ạ? Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều và kính thưa với toàn thể các anh chị. Với âm hưởng hào khí xứ Thanh, tiếp theo chương trình ban tổ chức xin được mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Duyên Tình Xứ Thanh, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa với phần thể hiện của nữ ca sĩ Nguyễn Mai. Mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức. Thank you.
Xin cảm ơn phần biểu diễn đến từ tiếng hát của nữ ca sĩ Huyền Mai với một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hòa, ca khúc Duyên Tình Xứ Thanh. Kính thưa với toàn thể quý vị, các anh chị, sông Sơn như kho báu của trời, nơi bốn hướng đều là sông là biển, núi Trường Lệ uy nghi một thiên đồng sử, truyền thần Đầu Cước, chùa Cô Tiên còn sống mãi với thời gian, nơi bãi biển đẹp nhất khu vực miền Bắc của đất nước Việt Nam chúng ta, nơi sóng vẫn nhẹ nhàng hôn lên bờ cát, để đã in dấu chân của tất cả các anh chị trong suốt những năm tháng qua đến với thành phố biển Sầm Sơn, và cũng trong ngày hôm nay được đón các anh chị trở về với chương trình lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập hội Đinh Tị Rắn Vàng 1977 tỉnh Thanh Hóa. Lần đầu tiên, MC Hoàng Đại xin được đại diện ban tổ chức xin phép được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các tổ chức khách mời, các anh chị có mặt trong chương trình Gala Dinner buổi trưa ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và kính thưa với toàn thể quý vị, chương trình Gala Dinner với chủ đề Thanh Hóa Đinh Tị Rắn Vàng 1977 kết nối yêu thương của chúng ta đang được diễn ra long trọng tại thành phố biển Sầm Sơn, tại khu resort Vạn Chài 4 sao, một trong những khu resort hàng đầu của đất nước Việt Nam chúng ta trong suốt khoảng một thập kỷ vừa qua. Và để rồi giờ đây, nó cũng là điểm đến lý tưởng cho tất cả mọi du khách khi đến với thành phố biển Sầm Sơn, được du ngoạn, được danh thắng và thưởng thức những món ăn ẩm thực hải sản biển Sầm Sơn. Mong rằng tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với thành phố biển Sầm Sơn, cùng tham gia đủ đầy các chương trình với Gala Dinner Đinh Tị 1977 Rắn Vàng tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể các anh chị, Đinh Tị Rắn Vàng 1977 tỉnh Thanh Hóa đã trải qua 5 năm hoạt động. Trong những khó khăn ban đầu đã có rất nhiều những anh chị cùng tham gia chung tay xây dựng để có một tập thể đoàn kết vững mạnh. Như hôm nay là nhờ tất cả các thành viên Đinh Tị Rắn Vàng 1977 tỉnh Thanh Hóa nói chung, trong đó có phần đóng góp cũng rất lớn về tài chính cũng như công sức của hai thành viên đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Đó là anh Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Nhà báo, Truyền hình Thực tế, HDTV Việt Nam. Anh Phạm Hồng Sơn, thay mặt cho Ban Quản trị, Ban Tổ chức Gala, xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thành viên Đinh Tị Rắn Vàng tỉnh Thanh Hóa nói chung. Và hai anh Mạnh Hà, Hồng Sơn đã chung tay xây dựng tập thể của chúng ta ngày một phát triển và đoàn kết. Với các anh chị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để tri ân và cảm ơn ạ. Thưa quý vị, trải qua 3 năm đại dịch Covid kéo dài, vượt qua khó khăn về thời tiết, quãng đường xa xôi sau nhiều lần chuẩn bị, được sự đồng thuận của Ban Quản trị Hội Đinh Tị Rắn Vàng 1977 tỉnh Thanh Hóa và được kết nối 3 khu vực thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và thành phố Sầm Sơn. Đến ngày hôm nay, chúng ta lại được quây quần bên nhau để cùng chia sẻ tâm sự trong một ngày gặp mặt vô cùng ý nghĩa với mùa thu tại thành phố biển Sầm Sơn. Xua tan đi cái giá nóng của mùa hè năm 2022, giờ đây chúng ta đang cùng trở lại với một mùa thu tươi mát và đến với chương trình giao lưu. Sự kiện ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, với những sự có mặt rất là đông đủ đến từ đại diện cho Đinh Tị Rắn Vàng 77 của Hội Đinh Tị Rắn Vàng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện Rắn Vàng 1977 Điện Biên, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn lên ạ. Xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của các chị đại diện cho Rắn Vàng 1977 tỉnh Ninh Bình. Trân trọng chào đón sự hiện diện của đại diện Rắn Vàng Đinh Tị 1977 Nam Định. Hân hoan chào đón sự hiện diện của các chị đại diện cho Rắn Vàng 1977 tỉnh Hà Nam. Xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đại diện Rắn Vàng 1977 Hưng Hào Thái Bình. Và đến tham dự với ta ngày hôm nay còn có những thành phần không thể thiếu, đó là các bạn đồng niên Đinh Tị Rắn Vàng 1977 tỉnh Thanh Hóa đến từ khắp các huyện thị thành, thành phố trong tỉnh nhà, đặc biệt là các bạn quê gốc Thanh Hóa đang sinh sống làm việc tại các tỉnh thành, các vùng miền xa quê trên toàn quốc. Thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin được gửi tới toàn thể các anh chị khắp các miền Bắc Trung Nam đã không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt để đến với chương trình Gala ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các anh chị rất nhiều. Chính thức bước vào chương trình kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Đinh Tị Rắn Vàng tỉnh Thanh Hóa, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Phạm Hữu Khanh,
trưởng ban tổ chức chương trình Gala Dinner, trên bục sân khấu có đôi lời phát biểu và chiên cảm ơn quý vị. Trân trọng kính mời anh. Với ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón anh Phan Hữu Khanh. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức Gala Dinner 5 năm thành lập Đinh Thị Gián Vàng, tỉnh Thanh Hóa. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách mời cũng như toàn thể hội viên Hội Đinh Thị Gián Vàng 1977 tỉnh Thanh Hóa, các huyện thị xã đang có mặt tại buổi Gala Dinner ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, 5 năm trôi qua, một khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng đủ để chúng ta nếm được những niềm vui, nỗi buồn, những đau khổ, những niềm vui và những điều hạnh phúc. Và hôm nay cũng không biết nói gì hơn, xin được một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách mời, các tỉnh, các huyện, các bạn hội viên một lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tham gia hoạt động của Hội Đinh Thị trong những năm vừa qua, và tiếp theo những năm sau 5 năm chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, yêu thương như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn anh Phan Hữu Khanh, đại diện cho ban tổ chức chương trình Gala Dinner kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Rắn Vàng tỉnh Thanh Hóa. Và kính thưa với toàn thể quý vị, ngày hôm nay để chúc mừng Gala sinh nhật Đinh Thị Rắn Vàng 1977 Thanh Hóa, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại biểu đại diện cho các tỉnh bạn, các thành phố, các hội nhóm, các câu lạc bộ cùng đến sân khấu để tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng chào đón cho sự hiện diện của anh Phan Hữu Khanh, đại diện cho Rắn Vàng tỉnh Thanh Hóa. Xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Quang, đại diện Rắn Vàng thành phố Sầm Sơn. Xin mời anh Trịnh Đức Trọng, đại diện cho Rắn Vàng thị xã Bỉm Sơn lên Thanh Hóa, lên sân khấu để chúng ta cùng nhận những lãng hoa tươi thắm đến từ các tỉnh bạn và các câu lạc bộ hội nhóm. Xin mời các anh ạ. Trước hết xin được mời các anh đại diện cho ban tổ chức chương trình, chương trình chúng ta cùng lên sân khấu để chuẩn bị đón nhận những lãng hoa tươi thắm đến từ các đơn vị bạn, đặc biệt là các tỉnh thành khắp mọi miền quê hương của đất nước đã cùng có mặt trong chương trình kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Đinh Thị Rắn Vàng tỉnh Thanh Hóa. Xin mời anh. Xin được mời anh Phan Hữu Khanh, xin mời anh Nguyễn Văn Quang, xin mời anh Trịnh Đức Trọng. Xin được trân trọng kính mời ba anh ạ. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện cho Rắn Vàng tỉnh Ninh Bình cùng trở về sân khấu với lãng hoa tươi thắm để chúc mừng ạ. Xin mời ạ. Và xin mời đại diện tỉnh Ninh Bình ạ. Các anh chị đại diện của tỉnh Ninh Bình có mặt ở đây chưa ạ? Xin mời các anh lên sân khấu ạ. Vâng ạ. Xin mời các anh chị, vâng ạ, xin những cái bắt tay đồng nhiệt thân thương. Cảm ơn đại diện tỉnh Ninh Bình. Xin mời lãng hoa tiếp theo đến từ đại diện tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam ạ. Xin được trân trọng kính mời các vị khách quý đến từ tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam cùng trở về sân khấu để dành những lãng hoa tươi thắm chúc mừng ạ. Xin mời ạ. Thank you.
trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị chúng ta còn nán lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ. Xin được trân trọng cảm ơn các vị khách quý đến từ tỉnh Hà Nam. Tiếp theo là Nam Định ạ, xin mời ạ. Lấy cái biển. Cảm ơn các tổ chức khách quý đến từ đại diện của Nam Định và Hà Nam. Xin được trân trọng kính mời nhóm nối vòng tay lớn Rắn Vàng 1977 cùng trở về sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với ban quản trị của Rắn Vàng tỉnh Thanh. Trân trọng kính mời ạ. Bây giờ ông nối vòng tay lớn ạ. Và xin được cảm ơn và chúc mừng các anh chị cho nhóm nối vòng tay lớn ạ. Xin được chào đón sự diễn tiếp theo đến từ các anh chị. Và xin được chào đón bạn Hồ Huyền đại diện Rắn Độc 1977 ạ. Xin mời ạ. Diện hội Rắn Độc 1977 ạ. Xin được mời anh chị đại diện cho Tân Dậu 1981 ạ. Xin mời đại diện Tân Dậu 1981. Và các anh chị đại diện cho hội Tân Dậu 1981 có đây chưa ạ? Gà vàng có chưa ạ? Và xin cảm ơn rất nhiều và xin mời đại diện hội Rắn Vàng Nghệ An ạ. Xin mời các anh chị đại diện hội Rắn Vàng Nghệ An cùng lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm với ban quản trị Rắn Vàng tỉnh Thanh Hóa. Xin mời các anh chị ạ. Và xin được chào đón đại diện hội Rắn Vàng tỉnh Nghệ An đã cùng có mặt trên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ. Xin mời ạ. Rất nhiều. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện dòng họ Nguyễn ạ. Việt Nam, vâng ạ. Xin mời đại diện dòng họ Nguyễn Việt Nam cùng với sân khấu với Lăng Hoa. Chúc mừng
tụi anh. Theo xin được mời các anh trong hội Tân Dậu Gà Vàng 1981 thành phố Sầm Sơn ạ. Xin mời các anh trong hội Gà Vàng 1981 thành phố Sầm Sơn. Mời các anh vui lòng chúng ta nhanh chân tiến lên sân khấu ạ. Sau Tân Dậu 81 thành phố Sầm Sơn, xin mời Tân Dậu 81 tỉnh Thanh Hóa chúng ta cùng về sân khấu để chụp ảnh lưu niệm và tặng hoa chúc mừng, xin mời ạ. Xin mời các anh chị Tân Dậu Gà Vàng 81 tỉnh Thanh Hóa chúng ta vui lòng tiến lên sân khấu ạ. Cadera, rompe corazones, solo existe una. No, Jimmy.
cô gái xinh đẹp của vũ đoàn Pha Lê cùng trở lại với một tiết mục đặc biệt tiếp theo. Chúc mừng chương trình lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập hội Đinh Thị 1977 Dán Vàng tỉnh Thanh Hóa. Và chính thức bước vào chương trình khai thực, ban tổ chức xin được trân trọng chào đón và kính mời sự hiện diện của anh Phan Hữu Khanh. Trân trọng kính mời anh Phan Hữu Khanh. Xin mời chị Nguyễn Thu Hương. Xin mời chị Vương Thanh Hương. Xin mời anh Đàm Đức Anh. Xin mời anh Phạm Hồng Sơn. Xin mời anh Trịnh Đức Trọng. Xin mời anh Nguyễn Văn Quang. Xin mời anh Nguyễn Hữu Thắng. Xin mời anh Văn Đình Hoàn. Xin mời chị Dương Phu Phương. Mời các anh chị chúng ta cùng lên sân khấu để chính thức mở rượu khai tiệc. Xin trân trọng kính mời ạ. Và xin mời các anh chị ạ. Cũng xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, các tổ chức khách quý, các anh chị, chúng ta chuẩn bị những ly bia ly rượu của mình đi ạ. Xin mời các anh chị chúng ta cùng rót đầy những ly bia ly rượu của mình ạ. Trước hết xin mời ba anh cùng khu rượu ạ. Xin mời ạ. Và xin mời sâm anh ạ. Và xin cảm ơn ngay rất nhiều. Và là xin mời ạ. Mời anh Khanh và xin được mời anh Quang. Mời trọng anh rót đầy những ly rượu để cùng với tất cả quý vị đại biểu, khách quý, các tổ chức khách mời cùng toàn thể các anh chị tinh thị khắp mọi miền quê hương của đất nước và tỉnh Thanh Hóa đã có mặt trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Hội Đồng Niên Đinh Thị 1977 tỉnh Thanh Hóa. Xin trân trọng kính mời ạ. Trước hết là xin mời ban tổ chức chúng ta hãy cùng dồn lại vòng tròn trước ạ. Mời các anh chị ta cùng ly nhau trước ạ. Mời ban tổ chức ạ. Mời ban tổ chức cùng ly trước đi ạ. Mời các anh chị cùng ly ạ. Vâng ạ. Và xin cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức rất nhiều. Tiếp theo mời các anh chị ta hướng ly rượu lên phía trên ạ. Xin mời các anh chị cầm ly rượu hướng cao lên ạ. Xin mời toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, các tổ chức khách mời, các anh chị đinh tị khắp mọi miền quê hương của đất nước và tỉnh Thanh Hóa chúng ta vui lòng đứng dậy ạ. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta vui lòng và khởi thân đứng dậy ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và xin phép ban tổ chức được rô lớn ạ. 1 2 3 2 3 2 3 xin cảm ơn và mời các anh chị chúng ta cạn ly rượu đầu tiên trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chính thức bước vào chương trình buổi tiệc rượu chúc mừng Hội Đồng Niên Đinh Thị 1977 tỉnh Thanh Hóa. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều và chúng ta cũng đang thấy chương trình sinh nhật 5 năm rất hoành tráng, rất là lớn trên sân khấu của chúng ta. Nó biểu trưng cho sự đoàn kết, kết nối yêu thương, không phân biệt mọi miền quê hương của đất nước, dù miền xuôi hay miền ngược, thành phố hay nông thôn hay tỉnh lẻ, không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, luôn gắn bó yêu thương, kết nối ngôi nhà Đinh Thị Dán Vàng 1977 tỉnh Thanh Hóa. Và các chị chúng ta cùng kết chặt tay nhau nâng những ly rượu để cùng chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Dán Vàng tỉnh Thanh Hóa. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị. Ok thưa quý vị, tiếp tục trở lại sân khấu để gửi tặng các anh chị lời hát tiếng ca trong chương trình giao lưu của chúng ta.
Hey, anh em đâu rồi? Say, anh em đâu? Lên chưa, về chưa, về chưa? Hay chưa, hay chưa? Định thì ơi, chơi sinh đâu rồi nào? Gãy đập lên luôn, lên. What's up, em ơi? Sit down.